Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Tầm nhìn mới, cơ hội mới, xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu. Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Tới dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Hội thảo đã thu hút khoảng 500 đại biểu đại diện các cơ quan trung ương, lãnh đạo một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô, các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế. Đây là dịp để nhìn lại khẳng định tầm vóc và giá trị của những dấu mốc quan trọng và đúc rút những bài học kinh nghiệm trong tiến trình lịch sử của thủ đô Hà Nội 70 năm qua, hướng tới những tầm nhìn mới, khát vọng mới, xây dựng thủ đô bản sắc, hiện đại và hội nhập, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được khoảng 100 bài viết chất lượng, thể hiện sự tâm huyết trách nhiệm với hành trình xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội. Qua đó góp phần xác định rõ vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của thủ đô Hà Nội với quốc gia dân tộc, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quá trình phát triển của thủ đô, đồng thời xác định ý nghĩa to lớn của ngày giải phóng thủ đô, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, những thành tựu vĩ đại của quân dân thủ đô trong 70 năm qua, đặc biệt trong gần 40 năm đổi mới đất nước. Cùng với đó là xác định định hướng tầm nhìn mới, khát vọng vươn lên để phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và kết nối toàn cầu.